Hello, xin mến chào cô chú bác và anh chị em. Hôm nay là mình cùng cô chú bác và anh chị em đến xem một cái căn nhà. Hôm nay là chưa phải cuối tuần. Là thường thường thì mình ra những cái video nhà về cuối tuần, nhưng đều có những căn nhà hot mình đều đưa lên để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em. Nhưng hôm nay là có một cái căn nhà phải nói là một cái khu mà tốt nhất của Westminster. Tốt nhất của Westminster nghe. Là cái khu này là người ta gọi là một cái khu sang chảnh, là nó gọi là mười mấy năm về trước á, mà ai ở được trong cái khu này phải nói là nó gọi là người Việt Nam mà có tiền á, cô chú bác. Thuộc về Westminster thì cái con đường gần nhất là cái đường Bosa và cái đường Brookwood, cô chú bác nhé. Đó thì trước khi mà mình đến căn nhà đó thì mình sẽ đi một vòng trên đường đi tới căn nhà đó, thì mình sẽ chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em những cái căn nhà nằm trong cái khu vực của căn nhà đó. Thì thứ nhất là trong này á, những cái căn nhà này rất là hiếm bán, và đồng thời mình thấy cắm bảng bán, cho nên mình tới quay để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em ngay. Nếu mà ai cần những căn nhà nằm ngay trung tâm Bosa, có thể cái căn nhà này đi bộ ra ngoài Bosa Road. Cái Bosa Road thì năm 2025 tháng 3 thì nó sẽ xong cái Bosa Road, cô chú bác. Và đó là một cái trung tâm coi như là nổi bật nhất của cộng đồng Việt Nam mình tại Bosa. Đó, mà cái căn nhà này là căn nhà khu sang, khu đẹp, mà nhà lớn mà nằm gần cái chỗ đó. Đó, và căn nhà này mình cũng chưa biết cái giá bao nhiêu tiền. Thì vào đó mình quay xong rồi mình chia sẻ. Và hôm nay cũng là vì căn nhà này tại trung tâm, và mình có thể chia sẻ thêm những cái vấn đề nói về nhà cửa trong cái thời gian mấy tuần này, để cô chú bác và anh chị em cập nhật và hiểu rõ hơn cho những người mà đang đi kiếm nhà, và những người coi như là muốn tìm hiểu về địa ốc và tìm hiểu về nhà cửa tại khu Bosa này. Ok, vậy thôi cùng mình đi đến đó để xem căn nhà này. Ok cô chú bác nha. Rồi cô chú bác, mình sẽ chạy rất là chậm để mình chia sẻ cho cô chú bác những căn nhà. Ở đây thì nếu mà nói còn Mỹ không thì theo mình biết là 99% là người Việt Nam, chứ không phải là người Mỹ sống ở đây cô chú bác nhé. Đây, theo mình biết đó, những căn nhà xung quanh đây á, là 1,5 triệu thì nó không có đâu. Cái giá cỡ 1,2 triệu cô chú bác, 1,2 triệu. Là vì những cái mẫu nhà chỗ này á, là theo mình nghĩ là đa số là 1,700, 1,800 tới 2,000, 2,500 square feet. Đó. Và cái nhà mà hôm nay mình cùng cô chú bác và anh chị em tới coi là có một cái địa thế rất là tốt, là vì có một cái công viên nằm kề bên căn nhà. Coi như căn nhà này coi như nhìn ra công viên được luôn cô chú bác. Những người Việt Nam mà sống trong cái khu này á, là theo mình biết người ta ở đây rất là lâu rồi. Có thể là những người mà chủ căn nhà thì người ta rất lớn tuổi rồi, vì người ta qua đây giống như là mình nói là có 30 năm về trước. Đây, căn nhà mình vào coi là đã có mặt trước mặt mình đây rồi cô bác. Đầu kia kìa, đó. Cái nhà ngói đỏ đó cô chú bác nhé. Đây, trước mặt mình đây cô chú bác này. Ở trước mặt mình là căn nhà đang rao bán, còn phía bên trái là cái công viên. Thì trước khi mà mình tìm chỗ đậu xe thì mình cũng muốn chia sẻ có cho nó cặn kẽ hơn là bên trái bên phải. Đây là những căn nhà trong cái khu đó luôn cô chú bác. Nó gọi là trong cái neighbor đó. Mình thấy những cái mẫu nhà nó đều nó cũng ná 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 giống nhau. Cô chú bác thấy không, nó có một cái lời nữa là nó gọi là tiếng Việt mình gọi là đường cụt đó cô chú bác, cho nên chỉ có những cái người mà sống trong này thì mới đậu xe trong ngày và đi vào trong này thôi, còn không thì người ta không có lý do gì mà đi vào trong này. Và trước mặt mình xa xa đầu kia là cái công viên, mà công viên đó là nằm phía bên tay phải của căn nhà mà đang rao bán. Cho nên những người mà thích sống khu yên tĩnh mà Westminster trung tâm thì căn nhà này đó là một căn nhà rất là lý tưởng của chú bác. Tìm chỗ đậu xe nhé. Thì hôm nay mình biết được là rất nhiều người tới xem căn nhà, cho nên
chỗ đậu xe cũng rất là hiếm, mình cũng có chỗ đậu xe này. Nhà ngói đỏ của chú bác nha. Đây là cái người cắm bảng của chú bác. Đây là cái bước vô cái là cái nhà này là master rồi. Đây những cái này là phải cái này là những cửa sổ này là phải thay rồi chú bác. Cái loại cửa sổ này là cũ rồi. Thì căn nhà này không phải là một cái căn nhà hoàn hảo lắm. Thảm thì nó cũng cũ rồi, người ta chỉ có clean lại thôi. Và đây là cái phòng master của chú bác. Cái đó master phải không ạ? Phòng thì rộng rãi, nhưng mà họ không có sửa gì, sơn gì luôn. Chỉ có là bỏ đồ furniture, chỉ có là trang trí lại thôi. Đây là cái phòng master của chú bác này. Cái closet, những cái cánh cửa này là cái loại cánh cửa cũ của chú bác nhé. Cái master này á, là cửa đi được ra ngoài luôn. Và ở ngoài cũng dùng được cái master này, cái bathroom luôn. Tất cả những cái đồ đạc trong nhà thì phải nói là đều cũ hết cô chú bác. Bóng đèn còn cái đỏ cái không có. Những cái sinh này theo mình biết cũng cũ luôn này. Vậy là cái căn nhà này còn người ở hay sao á? Này khách này. Mình cũng để mình tìm hiểu nhé. Nói tóm lại là cũ hết. Không. Mấy cái bồn tắm này là thuộc về cũ. Rồi mấy cái closet này thuộc về là cũ. Vậy là nhà này không còn người ở, tại vì không thể áo quần. The owner moving or something? Yeah, they're already out. This is all staged. Good shape. Yeah. Giá bao nhiêu rồi? 1,230,000 1,2,000,000 thì không có bét. Good giá đó với cái khu vực này là giá đó với khu vực này là đúng. Em thấy phòng ốc họ làm nói chung là rất là rộng. Nhưng đều có cái nhà này về bỏ ra cỡ 200,000 nữa. Thì này giống như mấy cái cửa sổ này là phải thay lại hết này. Và đây là vô khu vực bếp. Em biết sao không gian này, cái bức tường này cho xuống là đẹp ngay. Là thấy căn nhà nó open ngay. Nói chung là bếp rất là rộng, có cái phòng. Cái này là open kitchen. Có cái là đồ cũ thôi. Nói chung là mấy cái này là thay lại hết này. Là nói là cái căn nhà này là phải thay lại hết. Em không biết là cái đó là cái lò lửng hay mai quay. Em không biết mà cái này không biết là bao nhiêu đời, chắc cái nhà hình mình luôn. Classic. Oh yeah. I think that 30 years something. Yes. I think it's older than an antique microwave and stove. I like antique, but not. I guess it works for some people, right? Cái phạm vi của cái kitchen á, cái bếp á. Thì nó có được cái phòng này. Nó có được cái phòng này. Nhưng điều anh cũng thích một cái là cái phòng này không nên để thảm. Vì nó sát cái trần nó ngay cái mùi ngay. Vì nấu nướng nó bám vào cái thảm. Những gì thấy không? Cái này là người ta làm thêm này. Hình như vậy. Trước mặt mình đây cô chú bác. Vì mình thấy bức tường nó rất là lạ. Đúng không? Anh nhìn này. Nhưng điều nó hiểu, mà cũng anh nghĩ cũng đúng là vì phía sau bức tường này là gara. Còn ở đây có một cái slide đó. Cái nhà này, cái shape á, để mà làm lại thì rất là đẹp. Anh thấy không gian một bên này, cũng có cái chỗ đậu xe luôn. Sau lưng cái bức tường này là cái công viên. Cho nên nó rất là thoáng trống luôn. Rồi. Đất này thì anh đoán cỡ 7,000 hơn. Rồi giờ đi lên phòng lầu 2 nha. Trên lầu 2 này. Trên lầu 2 này thì mình không biết là có bao nhiêu phòng ngủ. Thì trước mắt thì mình thấy một cái phòng ngủ nho nhỏ. Cái nhà này thì trên lầu, mấy cái cửa, cái closet là nó đều. Theo mình biết thì mấy cái này cũng phải là 30 năm rồi cô chú bác. Những cái cửa sổ này thì mình thấy có thể là dùng được.
trên này hình như có 3 phòng hay sao á. Cái này cũng là master đó. Master. Ở dưới có một cái master. Cái nhà này là hợp cho những cái gia đình có cha mẹ lớn tuổi thì sống cái master ở dưới. Thì cái master này á thì có hai cái cửa sổ. Mấy cửa sổ này ở trên này thì mình nhìn thấy còn ok. Cái closet. Cái closet này em nhìn mấy cái lỗ rồi có cửa closet nào không à. Này đều lâu năm hết á. Không biết là 30 năm trời. 30 năm đó. Từ ngày mà người ta build xong tới giờ là vẫn để lại. À, bóng đèn thì cái đỏ cái tắt. Đây, mấy cái đồ trong này là đều cũ hết. Anh nghi là cái nhà này chắc có lẽ người ta cho mướn rồi người ta lấy lại người ta bán. Ờ, cô này cô nói là hai người lớn tuổi, hai người già. Ờ, xong rồi người ta mua đi phải không? Hai người già. Đó. À, vậy hai là người hai người gọi là hai vợ chồng lớn tuổi. Già. Rồi người ta mua đi xuống bang. Để đi đâu xong với con cái sao? Nhà này người ta không mở máy lạnh cho nên nóng. Nhưng mà nhà này có e. Này, Tham thấy không? Có cái chỗ này này, cái cửa này. À, nhìn xuống nó bóng thoáng sáng này. Rồi qua đây một cái phòng nữa. Ủa vậy là trên này 4 phòng ha? Nhà này 5 phòng ngủ á? Dạ, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Ồ. 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Ồ, cái phòng này nhìn ra công viên được cô chú bác này. Thực sự mà nói căn nhà này á, mà chỉ có tốn tiền sửa lại thôi. Chứ còn nếu mà cái sếp mà sửa thì căn nhà này rất là dễ sửa. Rất dễ sửa. Và bên này người ta làm office thì nhà con đông thì làm phòng ngủ, còn nhà ít con thì lại làm office. Ồ, ta có cái này nè. Cái đó là cái... Cái mở không mở được, nhưng mà em nghĩ là giống như... Cái đó là nằm trên gara đó, cái attic á. Có closet. Là cũng... Đây là cái full bath nằm ở trên cho mấy cái phòng kia dùng của chú bác. Wow, có những cái nhà người ta ở tầm mấy chục năm người ta không có sửa sang gì hết trơn nha. Căn nhà này á. Trên này là ba một cái master. Đây là có hai xe garage của chú bác. Garage thì người ta dọn lại sạch sẽ rồi, chỉ có bỏ cái drywall lên là thả nhìn garage nó ok ngay. Nhà này có sen đồ e này, không gian là sau bác gia của chú bác. Bác gia thì mình nhìn thấy rất là vuông. À, cái bác gia này nó rất vuông vắn, xung quanh người ta đã có hàng rào đá hết trơn rồi. À, cái chỗ này của chú bác này, cái chỗ này theo mình biết là nếu mà mình làm ra được cái mái thì căn nhà này nhìn rất là đẹp. À, ở đây có cái sân này này. Ở đây chỉ cần làm cái mái thôi. Làm cái mái là căn nhà coi như là có cái sân chơi ở sau. Cái vườn sau rất đẹp. À, rất gọn gàng. Uh-huh. Người ta lớn tuổi rồi, người ta đâu có làm được đâu. Thấy không? Ở phía sau bức tường này là cái công viên của chú bác, cho nên nó có cái nhà này giống như cái người đại diện bán đó, có rất là nhiều cái potential. Ở trên kia thì mình thấy mục được kìa, hàm em nhìn trên kia kìa, lầu 2 á, cửa sổ trên kia kìa. Nhưng mà được cái là cái em nghĩ là cái ngói, đầu kia kìa, ngói đầu kia kìa, đó, một cái kìa. Mấy cái gỗ đó, mấy cái đó là phải làm lại hết. Mái ngói á, thành ra lại mái ngói thì còn ok, nhớ được một cái là nó có cái chỗ này là AV vô được luôn cô chú bác nha. À, rất là tiện lợi luôn. Rất là tiện lợi luôn. Cái nhà này nó nếu mà ai mà vào tay mà ai biết làm về nhà cửa và biết trang trí và biết coi như là làm thêm cái này cái kia là cái căn nhà này đúng là tuyệt vời. Em nghĩ là tại vì mấy người họ lớn tuổi á, họ không có đây này em nhìn nè, mấy cái này nè. Cái này là đó, mấy cái mô đình người ta tháo ra trên này đó. Nói chung là nó bị nứt rồi. Nhưng mà cái cửa này còn mới nha. Cái này cũng không mới nữa. Ha, em nhìn này, cái không gian giống cái cây này nè. Cây này mà trim đi cái bắt đầu trồng những cái cây xung quanh này nè. Nó làm cho căn nhà đẹp ngay. Xung quanh nhà người ta đổ xi măng hết trên này nè. Đó. Nó hơi cháy thôi nhưng mà rất là sau họ em thấy không? Mấy cái này người ta cũng không có sơ sửa lại, nhà này là cứ như để sẽ có sao bán vậy đó. Những điều trắng thà vậy mà mình mua về xong rồi bắt đầu mình tự làm thì nó đẹp hơn. Em thấy xung quanh không? Xung cái bác da nó rất là vuông vắn luôn. Rất là ok luôn cô chú bác. Anh có một cái hên vậy nè. Thường á là mấy người ta có vậy, người ta hay làm cái hồ bơi. Nhưng đây không có hồ bơi. Ừ. Nhưng mà có nhiều người thích hồ bơi mà có nhiều người không thích. Cái căn nhà mình mới xem xong đây cô chú bác, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rộng là 2420 square feet cô chú bác nhé.
Và đây là cái địa chỉ của căn nhà. Và đây là cái người đại diện bán căn nhà này, cô chú bác nhé. Bà này rất quen thuộc. À, và đây là cái giá của căn nhà này, 1.239.000. Rồi sau khi xem căn nhà, phải nói là một cái căn nhà giống như hồi nãy mình chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em, là mình nhớ không lầm á, là cả một năm mấy, gần 2 năm rồi mình mới nhìn thấy căn nhà trong cái khu này bán cô chú bác. Thì hiện tại giờ chiếc xe mình đang đậu ngay cái công viên sát bên căn nhà đó. Và cái khu, mình nói lại một cái khu vực này, cái khu vực này là cái khu vực rất là trung tâm nhất mà tốt nhất của Westminster. Cái này thuộc về để coi này, mình nói lại cho nó chính xác nhé. Đúng rồi, Westminster. Nhưng điều ở chỗ này là học được cái trường là Quinta, là một cái trường 9 và 10 điểm, nằm tại cái đường McFadden và cái đường Wall. Thì vì mình biết được là cái căn nhà này, cái giá trị, thứ nhất là nó nằm ngay trung tâm của Bosa, thứ hai nữa là cái phạm vi của căn nhà rất là rộng lớn và nằm trong một cái khu và nó rất là sang. Nhưng cái căn nhà này á, là ở phía trong á, tất cả các thứ là đều cũ hết. Cũ theo mình, khi mình nhìn kỹ với những cái đồ đạc trong căn nhà này, thì theo mình biết là từ lúc mà người ta mua căn nhà này tới giờ thì người ta không có sửa sang gì hết. Thậm chí nước sơn nó vẫn cũ vậy luôn. Tại vì khi mà mình đi từ dưới lên trên, đi từ bếp ra phòng khách, và mình quan sát kỹ về từng cái cửa sổ, về từng cái cửa của cái closet, là những cái phòng đựng áo quần đó cô chú bác, thì mình thấy toàn bộ là giống như người ta gọi là standard, là từ lúc mà build căn nhà lên tới giờ. Thì mình nghĩ những cái đó cũng là trên dưới 20 năm rồi cô chú bác, có thể là hơn 20 năm đó. Nhưng nó được một cái là mình đang ngồi trước mặt căn nhà nhé, công viên, nhưng điều mình nhìn qua bên căn nhà được là cái mái là mái ngói đỏ còn ok hết. Thì căn nhà này chỉ cần sơn phớt lại, đó là mình nói về ở ngoài. Còn cái sau cái bát da rất là vuông vắn, và đặc biệt một cái nữa là nó có một cái lối đi một bên hông, là xe RV đậu vô được. Và cái thực sự mà nói, ở đây á, đất Bosa này á, hiếm có những cái miếng đất mà nó có một cái driveway mà đi vào ra phía sau luôn cô chú bác nha. Nó rất rất là hiếm luôn. Và cái căn nhà này là 2 tầng. Thì căn nhà này á, cái giá mà nói là 1.239.000, thì hỏi có rẻ không, đắt không trong cái thời điểm này. Thì theo mình biết á, thì theo cái sự phân tích của mình á, với theo cái cảm nhận của mình và cảm nghĩ của mình, để mình chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em, nhiều người khi coi căn nhà này xong rồi, người ta có thể là confused, không biết cái căn nhà này mình mua một cái giá như vậy, mình trả một cái giá như vậy có đắt hay không. Rồi nếu mà nói về cái giá này, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 2.400 square feet, thì nếu mà nói về cái giá là đúng giá cô chú bác. Nhưng điều nói về cái giá này có đắt hay rẻ không, thì mình nói cái giá này á, thì hơi có một chút xíu đắt. Là vì sao? Là vì căn nhà này mình phải bỏ ít nhất là phải 150.000 nữa để mình tu bổ lại phía trong. Nếu mà một cái căn nhà này mình mua, mình cho thuê, thì mình không cần phải sửa sang gì hết. Đó. Thì không cần sửa sang gì hết, tất cả những cái đồ đạc đó vẫn còn dùng được hết, với là cái tính cách là cho căn nhà này mướn lại. Nếu mà nói căn nhà này á, mà mướn á, là phải 5.000 đô cô chú bác. 4.000, bèo nhất là 4.500 tới 5.000 đô. Nhưng đều nói về 5.000 đô hoặc 7.000 đô chăng nữa, cũng không có lấy lại được cái tiền mortgage mà mình mua căn nhà này, mà mình bỏ ra 30% để mình down. Rồi mình còn thiếu lại cả 900.000. Cũng lộ cô chú bác nhé, là mình bỏ qua cái đó. Những căn nhà, theo mình biết, những cái người mà thích mua cái căn nhà này và tìm những cái khu này, là thứ nhất là công viên, thứ hai nữa là cho con học cái trường là Quinta. Vì khi mình đi xem những căn nhà này, thì mình cũng gặp một số người, người ta cũng có một cách suy nghĩ như vậy, là một công hai chuyện, là mua nhà ở ngay khu Bosa, và thứ hai nữa là cho con học trường là Quinta, và thứ ba nữa là những cái đứa con nít nó còn nhỏ thì lại dẫn ra công viên chơi. Và trong cái khu này rất yên tĩnh. Đôi lúc mình nói, tại nhiều người cứ thắc mắc tại sao lại cái căn nhà nằm ngay trung tâm Bosa mà yên tĩnh được, đúng không? Nhưng đây là một cái khu rất yên tĩnh cô chú bác, mà gần nhất Bosa luôn, gần nhất có thể luôn.
Thì giống như mình nói đi bộ ra Bosaro được, nói vậy là cô chú bác hiểu rồi. Cái Bosaro là sau này là một cái trung tâm của khu vực của cộng đồng Việt Nam của mình tại Bosa là bậc nhất đó. Rồi, trở lại với cái căn nhà này. Căn nhà này tại sao là mình nói phải bỏ ít nhất là 150 ngàn ra sửa. Thì mình nói một ví dụ là kitchen, bếp, nút, cabinet là phải tháo hết để mà làm lại. Và tất cả coi như là trên lầu ở phía dưới thảm lột ra hết, vì căn nhà này đã bao nhiêu năm rồi thì ít nhiều gì nó cũng cũ, và đồng thời nó cũng nghe mùi. Mình vô thì không nghe mùi, nhưng đợi ý mình nói là cái thảm cũ lâu năm rồi thì tốt nhất là mình thay cho nó sạch sẽ, cho nó mình ở thì nó hay hơn. Thì cho nên mình nói cái đó là người ta phải làm lại hot good floor từ lầu trên cho tới lầu dưới luôn đó. Và đồng thời tất cả những cái toilet, những cái cabinet trong toilet và bồn tắm là đều phải làm lại hết nếu mà mua để ở, cô chú bác. Thì mình nói 150 ngàn á, là cái ý của 150 ngàn này là thực sự mà nói á, là không phải là đồ gì cũng đắt tiền. Mình mua cái giá nó gọi là mình mua những cái đồ mà có hiệu đắt tiền này kia thì không có đủ 150 ngàn để mà đắp vô căn nhà này lâu lắm. Thì giống như mình nói đi, nếu mà làm một cái bài toán tại sao mình mua một cái căn nhà 1.239.000 ở đây mà 2.400 square feet và đồng thời mình bỏ thêm 200 ngàn nữa là thành ra một cái căn nhà là gần 1.500.000. Thì nếu mà có nhiều người ta suy nghĩ vậy này, nếu 1.500.000 tôi ra ngoài Fountain Valley tôi mua một cái căn nhà 2.000 square feet cũng 1.500.000 cho mấy, thì ngoài đó là cái khu tốt nhất và sang trọng và yên tĩnh và như thế này thế nọ. Thì cho nên mình nói là có hai cách, có thể là những người ta lớn tuổi rồi thì người ta thích ra Fountain Valley, còn những người sống rặt với kiểu Việt Nam thì người ta thích sống trong cái khu này, và con cái học là Quyên Tà và những cái đứa nhỏ có thể ra vui chơi ở ngoài công viên đó. Và trước thì cũng tiện, trước sau hai bên gì cũng là những cái nhà hàng, những cái chợ của người Việt của mình, tiện nhất có thể và gần nhất có thể. Và những cái khu này á, cái giá nhà giống như mình nói một ví dụ, có thể Fountain Valley khó bán, nhưng những cái căn nằm chỗ đây có bác rất là dễ bán, và đồng thời kể cả mấy chục năm sau ấy chăng nữa mình bán nó vẫn có lời. Có thể là Fountain Valley nó có thể đứng, nhưng điều ví dụ mình nói địa ốc đứng đi, nhưng điều trong khu vực này người ta cũng vẫn dành nhau mua. Cho nên tại sao mình làm một cái video này, mình phải phân tích rõ ràng để cho cô chú bác hiểu được là để mình nói là tại sao là cái căn nhà này, nếu mà căn nhà này á, mà một bán 1.239.000 mà không sửa thì thực sự mà nói không đến phiên mà cái người thì lúc đó người ta xếp hàng để mua, cô chú bác. Cho nên cái căn nhà này á, là bán 1.239.000 thì mình phải bỏ ít nhất là 150 ngàn ra sửa, thì lúc đó thì căn nhà người ta rất cần feel, và đồng thời có thể là người tới coi rồi người ta có thể đi lui, người ta không có đề cập tới cái căn nhà này, là vì căn nhà này phải bỏ ra 150 tới 200 ngàn để sửa đó, cô chú bác. Nhưng được một cái là giống như mình nói đó, là cái backyard và có cái driveway và có công viên và có gần trường học là Quyên Tà và tiện nhất có thể và trung tâm của khu Bosa. Thì mình cứ tính ra một bài toán đi, ok giờ trừ Huntington Beach hoặc là Fountain Valley, nhà không phải là dễ bán mà không phải là dễ mua, nhưng điều cái căn nhà này rất là dễ bán mà giá không bao giờ xuống được, và kể cả để càng ngày nó càng lên, và đó một cái trung tâm, và cho mướn cho xe gì nó cũng dễ hết, cô chú bác nhé. Đó vậy thì mình nghĩ lại thì mình còn cái gì để mình phân tích và chia sẻ và gửi đến cho cô chú bác và anh chị em để có những người ta đến xem căn nhà, người ta cứ cần feel, người ta phân vân và người ta không biết tính như thế này, tính như thế kia. Đó thì mình đó, những cái gì mà mình chia sẻ là mình chỉ chia sẻ hết cô chú bác và anh chị em rồi. Và hiện tại giờ hỏi cái nhà cửa ở tại Bosa này có lên hay là xuống hay là đứng, thì theo mình biết được á, là nó drop xuống cỡ 5-10% đó, cô chú bác. 5-10% đây là có vì sao, là vì là người đi mua có thể là người ta đang khựng lại và người ta đang chờ những cái người mà bán nhà để trên thị trường hơi lâu một chút xíu thì người ta sẽ xuống giá. Và sau khi mình làm cái video này xong, chiều này mình sẽ đến một cái căn nhà và chia sẻ cho cô chú bác xem. Mình không biết là cái video mình đang làm đây bỏ trước hay là cái video chiều này mình bỏ trước cái đó, cho nên mình cũng không có biết được. Nhưng điều những cái gì hot thì mình sẽ đưa lên để mình chia sẻ để cô chú bác và anh chị em hiểu rõ hơn, và cô chú bác và anh chị em nắm giữ những cái gì mà mình chia sẻ với những cái tin tức về nhà cửa mà cập nhật nó gọi là gần nhất và hot nhất và coi như là của cộng đồng người Việt mình tại Bosa nha. Vậy thôi, mình xin dừng cái video tại đây. Cái video mình làm thì mình không có muốn lâu lắm để cho cô chú bác coi nhàm chán. Những cái gì mà mới mẻ hơn nữa thì mình sẽ chia sẻ với những cái video sau đó. Và mình luôn trước khi mà mình
dừng video thì mình muốn cảm ơn cô chú bác và anh chị em rất nhiều, vẫn tiếp tục và vẫn ủng hộ và vẫn theo dõi những cái video của mình ra hàng ngày. Có những cái gì tốt nhất, có những cái gì ngon nhất, có những cái gì mà nên cập nhật nhất tại Bosa là mình đều chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em. Nếu mà cô chú bác và anh chị em, nếu ai mà xem cái video của mình mà chưa có bấm đăng ký thì cho mình một cái đăng ký để có những cái video mà của mình mới thì cô chú bác và anh chị em sẽ cập nhật được ngay. Và ai chưa cho mình cái like và khi xem xong thì cho mình một cái like để cái video của mình nó được nhiều người để ý tới hơn và mình có thể có động lực để tiếp tục làm những video càng ngày càng hay hơn và có ý nghĩa hơn để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em. Thì thôi, mình chào cô chú bác và anh chị em. Vợ mình cũng xin bye bye luôn. Bye cô chú bác và anh chị em.